chào tất cả quý vị các bạn thân mến. Thì hôm nay thì Đức cũng vừa nhận một cái nhận xét của quý vị các bạn. Thì các bạn hỏi mình là các bạn dùng vitamin C bao nhiêu tiền để dùng cho cá. Thì hiện nay thì mình dùng cái vitamin C của mình dùng cho cá lóc cũng như cá trình. Thì cái hũ nó như thế này, cái giá tiền của nó là khoảng 80k. Thì đây dành cho trôm, cho tôm. Thì cái này thì nói chung thì vitamin C thì rất là tốt cho cá lóc cũng như cá trình thì mình đang nuôi. Thì con cá trình hoặc cá lóc á, khi mình đã dùng vitamin C thì tự nhiên là thứ nhất là nó tốt cho sức khỏe, tốt cho sức đề kháng này, tăng cường sức đề kháng. Thứ hai là nó sẽ kích thích ăn mạnh hơn. Nếu chúng ta cần thì chúng ta trộn thêm men tiêu hóa vô thêm nữa thì sẽ rất là tốt và hỗ trợ hai cái này qua lại. Nhưng men tiêu hóa thì sẽ hỗ trợ cái đường ruột nó ổn định. Thứ hai, còn vitamin C thì sẽ là giúp là giảm stress, tăng cường sức đề kháng, kích thích thèm ăn cho cá rất là tốt. Hiện nay mình do ăn thì dùng một ngày một lần. Thì có thể các bạn dùng thì trong vòng một tuần thì chúng ta dùng thôi một lần. Hoặc là chúng ta theo nhà sản xuất thì chúng ta dùng liên tục cho đến thu hoạch. Thì mình dùng khoảng một tuần lễ thôi rồi mình ngưng. Sau đó lại tiếp tục. Còn trong vòng tháng sau, 2 đến 3 tuần sau thì mình sẽ tiếp tục cho ăn lại. Cái trên nó quay. Thì đây là những gì mình chia sẻ tất cả những gì các bạn biết nhé. Còn một câu hỏi nữa là nuôi cái trình như vậy chúng ta không cần oxy thì với diện tích bao nhiêu là đủ. Thì với cái trình mà chúng ta nuôi thì không cần oxy thì khoảng 1,5 m, từ 1 m đến 1,5 m trên một con đã được. Các bạn nuôi bao nhiêu không cần oxy thì cái đây thì đã người cái thông tin này em xin gửi lại cho bạn nhé. Thì bạn nào xem được video này thì các bạn sẽ hiểu về cách nuôi cá trình hơn. Nói chung là hôm nay thì mình trả lời qua lại với con cá trình và cá lóc. Thì hiện nay thì mình đang nuôi con cá lóc và cá trình. Thì mỗi con thì nó có cái sự khác nhau về cái số lượng thời gian nuôi. Ví dụ như cá trình thì tới 2 đến 3 năm thì đó mình nó rất là dài hạn. Thì cho nên mình phải nuôi hoặc là một công việc gì đó, hoặc là mình nuôi thêm như gà hoặc là cá trê, cá lóc gì đó, lương, ếch, những cái đó thì mình nuôi sẽ xen kẽ với nhau thì giúp cho nói chung là mình sẽ hỗ trợ qua lại để ngắn nuôi dài chẳng hạn. Thì đương nhiên là cái này là cái kết hợp phát triển mình nuôi, chứ cũng không có là mình nuôi tập trung về nuôi con trình không thì thời gian của nó cũng rất là rảnh rỗi chứ không gì cầu kỳ hết. Buổi sáng có thể là 2-3 ngày mình thay nước một lần chứ cũng không nhất thiết là ngày nào cũng thay. Thấy nước dơ thì chúng ta nên thay 100%, thì chúng ta nên vừa bơm vừa xả khi cuối. Thì các bạn nên vừa bơm vừa xả ra thì nước nó sạch trôi đi nước dơ hết, thì giúp cho cá nó sẽ phát triển tốt hơn. Cái trình thì ở rất là nước rất là sạch, rất là sạch, ăn thì cũng rất là sạch. Ăn cá tươi, ăn với cá hơi mà ương thì tốt nhất chúng ta không được ăn, vì thứ nhất là cái đường ruột của chúng, thứ hai là nó ăn cũng rất là ít, cũng không nhiều. Các bạn cố gắng. Thôi, xin chào nhé.